chơi còn ham chơi quá. Trước khi đi xuống biển thì các anh cho em ứng tiền trước đúng không? Ứng tiền trước thì sau đó em ở chơi thoải mái trên đất liền, rồi sau đó hết tiền thì em mới đi xuống biển. Chưa cũng cá chiều tối cũng cá vậy thôi. Nhiều khi mình ngồi bên á, tối thì tập hợp á, dòm nó, mình không có dòm nó gác lấy tại giọng mặt mình cũng có nữa. Ấy như nhầm khi mà hút thuốc không có thuốc hút đó, đi xin người ta xin xin thuốc rồi xin mì người ta ăn đó, ba năm mấy trời luôn Ôi trời ơi. còn cò còn cỏ đành đạn rồi cỏ đành đạn nó không gửi đâu qua đồng bạc, nó hứa hẹn nó hứa để từ từ đi rồi nó kiếm nó gửi qua chừng 10 triệu cho anh em xài rồi tới giờ nó cũng không gửi luôn, bị tin. Mình sẽ đặt phần này thì bà sẽ trích quỹ của nhóm các sư cô Đà Lạt Lâm Đồng, cô bác bên kia sẽ gửi luôn 570.000 ba vé 500. Như vậy là ở trên xe của Bùi Hồ có 5 anh cũng như là bạn để mà bắt một cái chuyến xe gấp về lại miền Tây. Anh là quê ở đâu? Quê mới Vĩnh Vĩnh Thịnh. Thuận, Kiên Giang ha. Dạ, Anh truyền cho các bạn giùm em luôn. Vĩnh Còn Thịnh, Kiên anh Giang. đây ở đâu? Xài ở bên nhà sinh đó. Nó gõ lên. Là người Khmer đúng không? Dạ, xong rồi bị sinh. Không nói được. Còn anh nói làm sao? Bốn. Trong đó thì có bằng Bảo. Bằng Bảo là con của anh Kiên. Dạ, còn anh? Dạ, con em mình tên Nguyễn Nhân Hoàng anh. Anh Ngoan, quê đâu anh Dạ. Ngoan? Quê ở Trà Vinh anh. Trà Vinh. Dạ. Ngày xưa là sao mà anh Ngoan là đi biển ta? Tình cờ bữa đó giấc trưa rồi em có gặp một người đàn ông á anh. Cũng giới thiệu cho em đi bản mà đi quýnh bắt hải sản. Khoảng tháng 20 triệu. Rồi đi 3 tháng vô. Ứng nhiều cũng cho hết trơn á. Nhưng mà qua tới Thác Cậu thì anh ấy đã lén bỏ lại em mình. Rồi chủ Úc Bông ở Thác Cậu á anh. Rồi giam giữ em lại. Kiếm ngày mà tới ngày có ghe đó dồn nén em xuống ghe cho em đi ghe. Với em xuống ghe cũng có làm nhưng mà bị tài công quýnh anh. Bị tài công đánh ha, là anh bị cò ngay tại gạch sỏi Thác Cậu anh. luôn, ngay chỗ Thác Cậu, cảng Thác Cậu. Thì anh đi bao lâu thì anh đi bắt ở Indo? Ra quýnh nửa tháng rồi bị bắt anh. Lúc đó thì anh đánh ở Việt Nam bao nhiêu lâu? Ra là ghe chạy liền luôn anh ơi. Ra là ghe chạy liền luôn ha. Dạ. Anh Ngoan là bị cò đi lừa đi biển. Dạ. Nhà có gia đình vợ con gì không anh Ngoan? Dạ em có vợ nhưng mà thôi anh. Thôi rồi. Dạ. Có con không? Dạ được đứa con gái anh. Mình đi biển để mình nuôi con mình ha. Dạ Mình dạ. ở Trà Vinh ở huyện nào ta? Dạ ngay sân vận động anh. Ngay sân vận động thành phố Trà Vinh luôn. Dạ. Trước giờ mình có làm nghề biển gì không mà mình lại đi biển? Dạ không anh, tại vì đất thì cha mẹ cũng cho ra rồi nhưng mà em chưa có khả năng để cắt nhà anh. Lúc mà mình bị hải quân của cảnh sát biển bắt á, Dạ. của Indo á, thì lúc đó mình lo sợ dữ không? Dạ cũng lo anh. Bao lâu thì mình mới liên lạc được về nhà? Dạ có chừng 2 năm anh. 2 năm. Dạ. Thì lúc đó ở nhà như thế nào? Dạ Sao lần đầu tiên mà anh liên lạc thì cái cảm cảm giác ở nhà là sao? dạ cũng mừng. Mừng ha. Dạ nhưng mà hoàn cảnh nhà ai cũng khổ hết trơn anh. Dạ. Lúc đó ở nhà chắc nghĩ anh là thất lạc hay là mất gì đúng không? Dạ dạ đúng rồi. Hôm nay thì cảm giác trở lại về Việt Nam thì mai mốt có tính đi biển không? Dạ không luôn anh ơi. Dạ. Vậy là anh là bị nhận gạt anh. bị cò Dạ. cò dẫn đi biển. Còn anh ở trên đây là có bị cò Có bị cò không? Dạ không có cò. Cũng như cũng thông qua cò hết ha. Đa số là chắc anh Kiên là biết là đa số là thông qua cò để đi biển hết. Thông qua cò. Cò Cò thì cũng có người tốt, cũng có người người xấu, xấu có những cái trường hợp lừa gạt là đi biển là thậm chí là bị ép lao động ở trên biển đúng không anh? Em nè, em ở nhà cò đó là gần gần 4 năm trời nè. Tiền chi em có nè, tiền ứng em có nè, chi là chi lút luôn đó. Mà đành đạn nó hứa em á, hứa để từ từ nó chuộc về. Nó chuộc nó không ngờ nó không có chuộc em luôn, bỏ em 3 năm mấy trời tới giờ. Không có liên lạc gì được gia đình. Gia đình em giờ đâu còn ai đâu. Sáu người anh em mà chết hết bốn rồi. Còn còn bà già mới có chồng sau này nữa. Còn ai đâu, còn anh em đó. Thời gian dự định về Việt Nam thì anh sẽ làm cái nghề gì?
em chắc về mằng phụ mấy cô mấy dì ruộng nương của bả rồi sống qua ngày chứ biết sao giờ giờ tại bển rồi ba năm mấy đuối lắm. Bao nhiêu lâu thì anh mới liên lạc được với gia đình? Em đâu ba năm mấy tới giờ em không có liên lạc được gia đình luôn. Bển nó nhầm khi á, bển nó ấy như nhầm khi mà hút thuốc không có thuốc hút đó, đi xin người ta xin thuốc rồi xin mì người ta ăn đó. Ba năm mấy trời luôn á. Trời ơi. Còn còn thằng cỏ đành đạn rồi, cỏ đành đạn nó không gửi đâu qua đồng bạc, nó hứa hẹn, nó hứa để từ từ đi rồi nó kiếm nó gửi qua chừng 10 triệu cho anh em xài rồi tới giờ nó cũng không gửi luôn, bị tích luôn. Nó đành đạn, mà, nó đành đâu rồi không dạ. Xin được Indonesia bị đánh tăng vô Mỹ Năng ở Tung Mỹ Năng à? Dạ tăng vô Mỹ Năng á, ở chung với bố luôn á. Em đi chung ghe với ổng luôn á. Bị bắt chung ghe luôn. Dạ. Rồi lúc mà chú Tước á liên lạc về gia đình tại sao anh không liên lạc? Em á tại em cũng có nhiều người nhờ rồi mà ông người ta hứa mà. Đợt á đợt có cái ông kia kìa, ổng cho em 15 triệu, ông chủ ghe á, ổng cho em 15 triệu mà ổng không có chuộc người mà ổng cho mỗi người 15 triệu tiêu gan hết. Em lấy qua, em tính để số tiền đó em có ai có giúp em á thì em bù vô thêm mà em về. Em đợi hoài không có ai giúp hết, em nhờ người ta liên lạc với gia đình, người ta hứa không, người ta hứa không có ai chạy xuống gia đình đâu. Em thấy vậy em buồn quá, em rút qua 15 triệu em mua. Em thấy thằng kia khổ quá, thằng kia nó cũng thằng kia bắt trước em mà nó khổ. Em thấy vậy nó năn nỉ em, nó nói võ mua cho tôi cái điện thoại đi để tôi về bển á, rồi tôi chạy xuống nhà võ tôi cho bà già của võ hay rồi điện qua cho võ rồi đóng tiền cho võ về. Tới giờ luôn em mua điện thoại nó 2 triệu mấy luôn, tới giờ luôn nó không điện đài cho em luôn. Quá trời quá. Ba năm mấy nay không liên lạc với gia đình em không có liên lạc gia đình luôn anh ơi. Gia đình em giờ còn ai đâu, em ở với mấy cô mấy gì không. Mà cái này là bị bắt hay gì? Bị bắt mà làm gì vậy? Đánh bắt trái phép, đánh cá. Dạ qua mình đánh cào cá người ta, người ta bắt mình đó. Cái ngày mà mình được đưa về Việt Nam á, bảo lãnh đưa về Việt Nam á, dạ. Thì lúc đó cái cảm giác của mình như thế nào? Rất vui mừng luôn. Trong khi 2 đêm ngủ không được luôn, ăn cơm ăn không nổi luôn á. Anh nghĩ ăn cơm ăn không nổi luôn. Nó vui không, rất mừng á. Quá trời vui đi. Thì nó không bắt nó gượt theo rồi ghe nó thả trôi luôn, nó không có chạy nữa. Nó biết rồi, thả trôi luôn, nó không có chạy. Còn khi mình cố tình á, nó gượt mình cố tình á, nó mới quýnh mình thôi. Bạn bà năm mấy khổ. Anh đi biển bao nhiêu lần rồi? Hồi đó giờ đi biển, có 2 lần rồi. Mà đây là lần đầu tiên bị bắt. Dạ, lần đầu tiên đúng không? Hay tin được đưa về Việt Nam, bị được có người bảo lãnh để chuộc đưa về Việt Nam thì lúc đó cái cảm giác mình rất vui. Dạ, rất vui. Cái lúc mà mới bên đây mới điện qua nói có người bảo lãnh về mà ai á, chú Nhiều. Chú cô Quỳnh gì đó, rất vui luôn. Chú Nhiêu với lại chị Quỳnh, dạ. Với lại các sư cô ở Lâm Đồng Đà Lạt. Dạ, con rất mừng, con rất cảm ơn các cô. Dạ. Bây giờ anh có thể nói lại một lời cảm ơn đến với các sư cô ở Đà Lạt nè, dạ. Ở Lâm Đồng nè, rồi anh Nhiêu ở Mỹ nè, dạ. Cũng như là chị Huỳnh. Dạ, con rất cảm ơn cô, mấy cô sư cô Lâm Đồng với chú Nhiều ở Mỹ với cô Huỳnh, con rất cảm ơn. Con rất cảm ơn. Bữa nay con được về Việt Nam con vui và con rất cảm ơn. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 40. 40 ha, cũng dạ. Khá là lớn rồi. Sau khi đi về thì coi như anh em là không còn nữa. Dạ. Kính thưa với cô bác, quý anh chị, ngày hôm nay thì đợt này về thì được 11 ngư phủ bị cáo buộc rằng đánh bắt trái phép tại hải phận của Indonesia. Và trong 3 năm qua thì mỗi người mỗi cảnh khác nhau. Tuy nhiên có một cái điểm chung đó là vì mưu sinh, vì kiếm đồng tiền. Không may thì
bị hải phận Indonesia bắt được thì cũng được sự hỗ trợ của anh Lê Quang Nghiêu ở Mỹ và chị Quỳnh cũng như là nhóm các sư cô ở Lâm Đồng, Đà Lạt đã hỗ trợ cho 11 ngư phủ về lại Việt Nam. Ngày hôm nay khi mà tâm sự với mình thì anh cũng đã không có cầm được nước mắt. Và phía sau lưng của anh Võ đúng không? Sau lưng anh Võ là anh chắc có lẽ là anh Kiên sẽ nói trước ha. Nãy giờ thì cũng Bùi Hồ và em Phong Bụi thì cũng có tâm sự với anh Kiên. Anh Kiên, cái cảm giác bây giờ thì gặp lại con mình, khi biết con mình bị cò lừa đi biển mà anh cũng là từng bị bắt ngay tại Indonesia, thì cái cảm xúc của anh bây giờ như thế nào anh Kiên ha? Anh cảm xúc anh rất là vui khi gặp con mình nó về. Dạ. Chắc chuyến này anh không cho nó đi nữa. Ở nhà có hai cha con làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu thôi. Anh đã từng đi biển, anh đã bị bắt rồi, cái cảm giác đó anh đã từng trải. Và con thì anh nói không nghe, do bạn bè lôi kéo xúi giục. Bởi vì con không nghe thì nó biết sao bây giờ. Bây giờ nó đã bị như vậy á, cái cảm giác của nó biết hối hận. Biết cha mẹ thương nó cỡ nào. Đó, anh cũng xin cảm ơn anh Nhiêu ở Mỹ với chị Quỳnh với các sư cô ở Lâm Đồng, Đà Lạt đã hỗ trợ cho con tôi về. Dạ, cảm thì bây giờ chắc có lẽ là anh truyền cái bíp cho em nói chuyện với lại Bảo ha. Bảo ơi, ngày xưa em có nói là ngày xưa là em nghe lời của bạn rồi đi biển, rồi không may thì bị đánh bắt luôn. Em là tuổi nhỏ nhất ở trong các anh, các chú ở đây luôn á. Thì em năm nay là bao nhiêu rồi Bảo? Em nay 20. 3? 20. 20. Lúc em bị bắt là 17 tuổi hả? 18 tuổi. 18 tuổi. Vì đâu mà em lại nghe lời của bạn dụ dỗ đi biển, em có thể chia sẻ cho mọi người biết không? Dạ, em... lúc đó em cũng mấy bạn kêu là đi biển có tiền nhiều, em cũng nghe lời mấy bạn đã nói là đi biển tháng 10 triệu. Em có về nói với ba mà ba không có cho. Nói với ba thì sao? Ba không cho. Nhưng mà vì sao lại ba, khi mà ba không cho em lại quyết định đi? Tại vì em muốn đi. Vì em muốn đi. Muốn đi để kiếm tiền để phụ giúp ba hay là để như thế nào? Hay là lúc đó mình còn ham chơi quá? Lúc đó em còn ham chơi. Còn ham chơi quá. Trước khi đi xuống biển thì các anh cho em ứng tiền trước đúng không? Dạ. Ứng tiền trước thì sau đó em ở chơi thoải mái trên đất liền. Dạ. Rồi sau đó hết tiền thì em mới đi xuống biển. Dạ. À, cái bạn dụ dỗ thì các bạn nói như thế nào? Các bạn nó nói là 3 tháng cho em mượn 20 triệu. 3 tháng sau rồi vô chia luôn. Các bạn là nói sau khi mà về đất liền thì được bao nhiêu? Nói là 3 tháng rồi cho em mượn trước 20 triệu. Nhiêu? 20. 20. Yeah. Đánh 3 tháng vô lại cho tiếp 20 nữa. Dạ. Yeah. 30 nữa. 30 nữa là 50. Dạ. Yeah. Tại vì lúc đó em sử dụng hết 20 triệu rồi. Thì không đi biển thì cũng đâu có tiền đâu mà trả lại cho người ta đúng không? Dạ. Yeah. Sau khi bị bắt thì cái cảm giác lần người, cái cảm giác ngay tại Indo á, thì điều đầu tiên em hối hận nhất là gì? Em không nghe lời ba em. Em không nghe lời ba em. Bao nhiêu lâu thì em mới liên lạc được với ba của mình? Dạ, em bị bắt vô 10 ngày là em liên lạc được. 10 ngày. Khi mà em cho ba mình hay rằng mình bị bắt thì em nói điều gì đầu tiên? Dạ, em nói là em bị bắt bên đây. Thì công cũng nói là cho em 4 triệu mà em không có lấy. Thì em lấy 4 triệu đó là đóng tiền vé về mà chủ tài công là chủ ghe. Em có nghĩ rằng là mình bị bắt ở Indo nó lâu như vậy không? Dạ không. Cái cuộc sống sinh hoạt ở bên đó đối với tuổi trẻ như em á thì nó như thế nào, em có thể chia sẻ cho tất cả các bạn được biết không?
cũng khổ lắm anh, ngày thì được ba bữa cơm, sáng thì nó phát ăn sáng trưa cũng cá, chiều tối cũng cá vậy anh. Nhiều khi mình ngồi bên á, tối thì tập hợp á, dòm nó mình không có dòm nó gác lấy tại giọng mặt mình cũng có nữa. Lấy tay giọng vô mặt mình luôn. Bây giờ về Việt Nam thì em dự định thời gian sắp tới em có làm gì để mà phụ giúp ba không? Dạ em cũng có ý định là em lên Sài Gòn em sống lại với ông cậu của em. Có muốn đi biển nữa không? Dạ không. Một lần mà sai lầm thì là một ly thì nó đi cả một dặm. Thậm chí là 16 tuổi rồi thì lại bị bắt ngay tại Indo. Trải qua những cay đắng thì coi như bài học của em là một trong những bài học rất lớn cho tất cả các bạn trẻ, cũng như mà trước đây em Phong cũng đã từng chia sẻ những cái việc làm việc nhẹ mà lương cao. Thật ra thì trên có một cái miếng phô mai ngon này luôn có một cái bẫy. Không tự nhiên mà tiền mình nó sẽ dễ dàng có đến như vậy. Và chắc có lẽ là đoạn đường mình đi cũng một tí xíu nữa thì tới. Và anh em nhờ anh Kiên chia sẻ cho em về cái nghề đi biển anh Kiên ha. Cái nghề đi biển thì nó có dễ kiếm ăn lắm không anh? Và đối với anh có lời khuyên vì đối với các bạn trẻ mà thông qua cò đi biển á, nó nghề đi biển này á nó rất là dễ kiếm ăn, mà bà cậu thương á thì bà cậu cho, nếu bà cậu không thương bà cậu lấy lại mấy hồi. Đó, lúc ngày xưa anh đi biển á thì cá rất là nhiều, mà bây giờ đi biển ở biển Việt Nam mình không còn cá nữa. Quýnh có khi cả năm trời vô tiền chia đâu có được bao nhiêu đâu. Có người được đôi ba chục triệu là rồi cả năm. Bây giờ phải buộc ra phải đi ra nước ngoài quýnh mới có cá. Hợp đồng thì một chiếc mà đi ghe mình thì đem ra hai chiếc đi quýnh. Đó, một chiếc không hợp đồng, một chiếc hợp đồng. Đấy vì người ta không bắt. Đó, bởi vì anh nói giờ đi biển á, bây giờ mấy bạn anh em đi biển nè, đừng nên hợp đồng đi qua Indo hay là đi qua cò gì á, tốt nhất là ở nhà làm cái kiếm cái nghề nào làm hồ hay là đi làm cuộn làm mướn, người ta sống vẫn qua ngày yên bình hơn. Đối với các bạn trẻ mà thông qua mà cò đi biển thì như thế nào? Mấy cái cò đi biển á, nhiều người á thì có đạo đức, là một số người không có đạo đức cứ đem mấy bạn trẻ đi á là chiếm trong đó cho mượn 20 triệu, chứ lấy trong đó hết 7-8 triệu là mấy người cò không có đạo đức. Rồi nó còn ăn thêm tiền chủ ghe nữa, rồi chủ ghe còn phải tính ngược tiền lại cho bạn đi biển nữa, về tới lui tiền không còn cái gì hết. Thật ra là cò là một trong những cái người môi giới mà để kết nối giữa những người cần tìm nguồn nhân lực lao động và những người mà cần tìm người lao động. Đúng rồi. Cần tìm việc á, nên là thử cò thì có những người tốt và cũng có những người mà không tốt. Nếu như mà đi làm việc á, thông qua cò tốt thì mình sẽ gặp được nhiều may mắn hơn. Chẳng hạn như trường hợp của anh Võ thì thông qua cò không có tâm, không có đạo đức á, thì gặp rất là nhiều khó khăn. Và thậm chí mà khi mà bị bắt ngay tại Indo á, thì lại liên hệ cò không được luôn. Thì nên khi mà các bạn mà muốn làm một cái việc gì đó thì cũng phải nên tìm hiểu một cách hết sức là cẩn thận. Và hiện nay á, thì ngày hôm nay thì có 11 bạn cũng như là chú là tù nhân ở Indonesia vậy. Trước đây á, thì Bùi Hồ với lại em Phong và em Nhân có qua tặng ngay tại Indonesia thì có 5 tù nhân về. Thì có những tù nhân thì ở nhà cứ cho rằng là đã chết và đã lập luôn cái bàn thờ đó. Thì các bạn thấy gần rõ ràng là trong xã hội này á, thì khi mình có lao động và không có cái công việc nào mà nó dễ kiếm tiền cả, phải đổ bằng mồ hôi và cả nước mắt của mình. Thì chia sẻ đây cho cô bác của anh chị, cũng như đây là một cái thước phim để mà cảnh tỉnh các bạn trẻ như trường hợp của em Bảo hiện nay thì hối hận thì được đưa về. Và khi mà tâm sự với Bùi Hồ á, thì em cũng đang gươm gướm nước mắt vì trước đây lỡ dại mà nghe theo lời bạn bè.
Rồi chắc có lẽ là cho các anh để nghỉ nào ngồi nghỉ tí xíu thì lát nữa Bùi Hồ sẽ chia sẻ một cái hình ảnh các anh lên xe, và các anh sẽ lên xe trong đêm tối nay ha. Tụi em sẽ thay mặt cho quý Mạnh Thường Quân để đặt chuyến xe cho anh về trong đêm. Riêng thì chú Tước á thì nữa sẽ về sau ha, cách nghỉ ngơi ha. Rồi và bây giờ thì Bùi Hồ cùng với lại năm anh ngư phủ đang đến bến xe miền Tây. Sau đó thì sẽ đặt một cái chiếc vé về trong đêm luôn. Riêng chú Tước, một ngư phủ mà hơn 60 tuổi á, thì Bùi Hồ ngày mai sẽ trực tiếp đưa cho chú về lại Kiên Giang để đoàn tụ. Mấy anh em cũng đã có mặt tại bến xe miền Tây. Một nhóm khác thì được chị Huỳnh đưa về bến xe An Sương và bến xe miền Đông. Hôm nay thì tụi mình, anh Bùi Hồ và anh Đạt Đồng Tháp sẽ phụ trách áp tải mọi người về đến quê ở các tỉnh đến từ miền Tây. Bây giờ thấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bao nhiêu người hết ta? Hiện giờ ở đây nè. Là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 người. Vậy là hai bạn, một bạn là Hà Nội thì sẽ đi ra bến xe miền An Sương đón xe ra Hà Nội. Một bạn nữa thì ở trên Tây Nguyên. 8 người à, ở đây còn có anh Kiên là phụ huynh mà. À, phụ huynh, đúng rồi. Có một bạn kia đi vệ sinh hay sao rồi? Đúng rồi. Đi vệ sinh à? Ừ. Rồi, chắc có lẽ bây giờ thì mình sẽ cho mọi người chia sẻ tâm trạng mỗi người từng người đi. Cái bên mình là Hùng. Hùng tâm trạng giờ như thế nào? Dạ, em vui, rất là vui. Được mấy chú nhiều. Chú nhiều. Thầy Phong Bội, mấy thầy, mấy cô những người hoạt sống cứu giúp để tụi em về, rất là mừng. Gọi là cứu sống, đúng là hoạt sống luôn anh. Đó em nói về, đó là giúp đỡ anh em về. Chứ không giờ là anh em mà không ai mà chắc em rất là mừng. Em mà nhỏ lớn rồi em mới đi ghe, em không biết. À, muốn kiếm cái đồng tiền thì cái cảm giác em lúc mà chuẩn bị bệnh đó là mấy em kêu là em đi làm, em đi làm chờ em ra ông cho em nói rồi giá tiền gì vậy á em cũng đi, nhưng mà qua bên kia á, ông kia ông nói giá hấp hơn nữa em cũng đi, và ông kia cũng nói giá hấp hơn nữa thì em đi. Em nghĩ là bị bệnh là có những đồng tiền về đó, lúc đó là mấy em bị mổ mắt á. Rồi kiếm tiền mổ mắt là em mới nói má thôi cho con đi quýnh cá đi. Chứ má nói thôi đừng có đi. Má cũng có nói đừng có đi con à. Đi biển chết á. Con nói thôi cho con đi, đi kiếm tiền về để lo cho má mình ở nhà mướn. Thế là má khóc. Lúc đó đi rồi con cũng, em mới suy nghĩ là em cũng không muốn đi đâu mà. Tại vì nghĩ là cũng cho là cái bệnh là nó đi làm khó khăn, nó gặp em không có biết chữ nghĩa, em muốn không có được may mắn hơn những cái những anh em khác mà có cha mẹ có ăn học đầy đủ. Giờ em đi về xuống dưới em ngủ có một đêm thôi, em cũng xuống dưới đi bến xe này luôn nè, cũng ông xe ấm ở đây nè, rồi cũng là bến xe đây luôn nè, mua vớ em thấy nó đưa tiền. Ông xe ôm này thì nó hỏi qua ông kia đưa tiền ăn này. Dọn hồi có thằng nhỏ nó qua bên đường hẻm nhỏ bên đây nè. Rồi nó đưa tiền cho ông xe ôm mà thằng đó nó đưa em đi xuống dưới quê. Đi xuống dưới bến xe mà anh quay mà anh vô hỏi cò á. Đó em có coi anh thầy, em có coi. Rồi đi xuống dưới dắt em vô em ngủ một đêm mà sáng em không ăn không uống. Rồi em ngủ một đêm rồi sáng em xuống luôn, đồ đạc em đãi lại hết. Cái chế chứng minh là em đãi lại hết, rồi xuống dưới ghe là đi ra, đi một lần là bắt là đến ba cặp luôn á. Đi bắt vô đất nước. Em còn không biết đất nước ASEAN đâu. Anh chị anh nói hải quân chí. Cái em nói hải quân là ai? Là gì? Hải quân là giống như cảnh sát biển mà nó, em nói giờ sao? Thì bắt, nó làm gì bắt? Mình đi qua trái phép, nó làm gì trái phép. Đi biển là mình đâu có làm gì trái phép. Đi biển nước ngoài cũng ra nó gì kỳ rồi. Nó bắt nhau ở tù quá rồi. Rồi
ở tù thì rồi ở tù biết chừng nào mới về ở đất nước lạ nữa. Rồi bắt tính ba cặp rồi anh, ba cặp là 6 chiếc. Rồi vô đảo Ba Tam á thì em cũng có một mình một bóng mà. Đúng đó, em cũng có cái điện thoại iPhone nữa. Rồi bị mấy thầy hải quân á lên thì mấy thầy lấy hết. Rồi bắt vô đảo Ba Tam thì em cũng gọi là ở đảo đó thì cho mình phát gạo cho mình nấu ăn tự túc á thầy. Tự túc giống như là hai anh em lấy một phần gạo rồi nấu. Còn qua ưu tri năng á thì là bệnh thì nó nhốt trong 41 trường thì một ngày nó phát cho mình ba cử. Cái đó là em nói chị thật, em không có nói bậy bạ có trời đất. Em nói một lần nữa là cũng nhờ mấy thầy mấy cô họ sống giúp đỡ. Em không có nói sao đâu. Hồi nãy Hùng có nói một cái điều như thế này, 3 năm trước là bắt đầu bị những cái xe ôm ở ngay tại bến xe này lừa đi biển và sau đó thì cuộc đời nó tan nát ở bên đi đô. Hôm nay trở về quê hương cũng ngay tại cái nơi mà xuất phát, cái cảm giác ngồi ở đây nhìn lại cái nơi mà 3 năm trước đã đẩy mình giống như vào con đường địa ngục như thế nào? Rất là đau khổ, tại vì lúc đó là em không biết mình bị qua bệnh đất nước bệnh đó. Thì em nói hẳn, em nói thiệt, em nói có trời đất, không có nói bậy bạ nữa. Tại vì những người Phật sống, mình hiểu về tu là Phật sống cứu thế, cũng thành những anh em về. Nói hẳn, không có những Phật sống, mấy người có tấm lòng vàng, tấm lòng mạng, chứ nhiều, cô Quỳnh, mấy thầy, mấy cô là Phật sống. Bỏ những đồng tiền, cái đồng tiền nó không có quan trọng, nhưng mà cái tấm lòng cho anh em mình bỏ ra về đã biết được không ai lợi dụng ai hết. Mấy thầy kêu làm gì trên xe nói mấy thầy kêu về bỏ đi ghe đi nha, đừng nữa làm cuộc đợt mớ. Đúng rồi, đừng có đi ghe nữa. Mình có hiểu biết những cái điều đó không? Đó là những người có tấm lòng, đó là Phật sống thiệt đó. Rồi chút nữa sẽ gặp mẹ để chia sẻ cái tâm trạng mẹ đang ở nhà, đang đi xe đạp qua đây. Mọi người hình dung là mình tìm được mẹ của Hùng ở gian nan lắm. Mình ngày mai mình sẽ kể cho mọi người chi tiết hơn. Mẹ Hùng hiện giờ vẫn hàng ngày đạp xe đạp rồi tới các chùa để xin gạo ăn qua ngày ha. Một người đại diện nữa có thể chia sẻ với các bác chị đó là chú Hai Tước, là một cái thành viên lớn tuổi nhất. Chú Hai 4 năm rồi, cũng cảm ơn. Khi mà chú Hai á bị bắt cái lần đầu tiên về Việt Nam rồi, sao chú Hai không bỏ cái nghề biển mà lại quay trở lại nghề biển nữa? Đó, đi nghề đó rồi. Rồi lần thứ hai chú bị bắt thì sao? Lần này không có nhà. Mình tình thương này là chịu ít đó. Cái kỷ niệm của chú ở trong trại giam Indo á là kỷ niệm gì lớn nhất? Kỷ niệm là nhớ nhà quá trời nhớ. Có nhớ vợ không? Nhớ. Con nhớ là nhà chú Hai có một đứa cháu nhỏ. Đứa cháu nó hàng ngày đi mò cua bắt ốc. Cháu nội á. Cháu nội đi mò cua bắt ốc, hỏi làm gì vậy con? Con mò cua bắt ốc để dành tiền đưa ông nội về. Bữa đó có coi clip đó rồi. Thấy sao? Quá trời rồi. Ấy trời nổi rồi. Rồi dành trọn cái cảm xúc để về thăm vợ thăm cháu nha. Con xin phép. Kế bên anh Hùng là anh này. Anh tên gì giới thiệu với mọi người luôn? Võ, tên là Nguyễn Văn Võ. Quê quán? Quê quán ở ấp Bình Minh, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Em bắt năm nay là 3 năm rồi, 3 năm mấy rồi. Mà có nhờ mấy cô sư cô với chú Nhiều với cô Quỳnh với Cưng á với Phong á có gắng giúp cho anh về, anh rất cảm ơn, vui lắm, không biết sao mà diễn tả được. Ngày về á là hai bữa mà ngủ không được luôn, ăn ngủ không được, ăn cơm cũng không được luôn, nó nôn á, nôn về á, thức không thức nhầm hôm thức tới sáng luôn không ngủ luôn á. Nguyên phòng đứt tới sáng không ngủ luôn, rất vui. Về được mừng đi dữ dằn lắm. Bây giờ về là gặp ai đầu tiên? Dạ về là gặp cô với ngoại. Liên hệ người nhà hết chưa? Dạ chưa, em đi về dưới rồi. Dạ. Nói gì mọi người cứ lấy số điện thoại của em, giữ liên lạc với em nha. Rồi mời
Nhà 6 người mất hết bố mày, mẹ em bà có chồng sau này. Nhà em không hy vọng còn ai, nhưng còn anh em con trai đó. Với phần là gia đình em khó khăn, anh nó nghèo quá. Nghèo quá. Dạ. Với... Rồi, nhường mic cho thành viên kế bên đây, giới thiệu cho em họ tên quê quán ở đâu. Em tên là Nguyễn Nhân Quang anh. Quê quán? Dạ, em quê quán ở Trà Vinh anh. Trà Vinh. Mình bị giam bên Indo bao nhiêu năm rồi? Cuối năm nay nó 4 năm anh. 4 năm rồi. Dạ. Bây giờ còn người thân ai không? Dạ, còn cha mẹ anh chị em. Rồi cha mẹ chị em liên hệ, cha mẹ chị em có hỗ trợ chuộc về không? Dạ, cha thì có tiền mà cha không có giúp đỡ về. Vì sao vậy? Tại vì cha trước nó có cự lộn với cha một lần á, rồi giờ cha bỏ luôn rồi. Còn mẹ? Dạ, còn mẹ thì đi mua với trai anh. Mẹ đi lượm với trai? Dạ. Mẹ khó khăn hả? Dạ. Giờ về là làm lại cuộc đời, làm nghề gì? Dạ, em tính đi làm phụ hồ anh. Phụ hồ? Dạ. Rồi mời anh kế bên đi, giới thiệu họ tên quê quán. Em tên Đường Dương Quốc Bảo, em ở Kiên Giang. Bảo? Dạ. Kiên Giang. Ba mẹ? Ba mẹ ba em. Ba đây. Rồi ba em con mẹ. Kinh. Mẹ em Nguyễn Thị Thơm. Rồi hôm nay gặp lại ba thấy sao? Em rất vui. Sao nãy hai cha con không ôm nhau con gái? Nãy ba con nói một cái điều như thế này nè. Có nhiều lúc á là em gọi về cho ba, nhưng mà ba nói là con trai là mạnh mẽ không được khóc. Có khi nào kết thúc cuộc gọi cho em khóc không? Đó là cuộc gọi nào? Em bao nhiêu có thể nhớ kể cho anh nghe được. Lúc đó em có gọi về cho ba, kêu ba em đóng tiền cho em về. Ba là không có tiền. Rồi lúc đó là xong khóc. Không cho ba biết mình khóc. Khóc bao lâu? Một xíu rồi. Khóc một xíu rồi ha. Nhường mic cho anh phía dưới. Anh An Giang. Ở Chi Tôm An Giang nha các bác chị. Dạ em tên là Châu. Em tên là Châu Xuân Khang ở Chi Tôm An Giang. Để sát vào. Dạ em tên là Châu Xuân Khang ở Chi Tôm An Giang anh. Ba mẹ còn không? Dạ mẹ còn, ba thì mất rồi. Ba mất rồi. Dạ. Xin chia sẻ mọi người nha. Dạ. Lúc trước là người mà giúp đỡ nhiều nhất là ba. Sau đó là ba mất luôn. Ba mất 2 năm rồi. Đi tù 3 năm, tức là đến bây giờ là giờ về là ba không còn nữa. Đó đúng không? Dạ. Vậy ngày mai về thắp nhang cho ba nha. Dạ dạ. Đó, mồ côi. Mời anh kế bên. Anh Tý. Anh Tý. Em bị bắt 3 năm. Tháng 3. Mất cha, cha mẹ. Em một con nhỏ đấy. Rồi, nhường anh này. Người cuối cùng. Rồi em thì cũng cảm ơn cô chủ chủ nhiều với cô Quỳnh đã giúp em về Việt Nam. Còn em thì chắc anh không biết rồi. Bây giờ em cũng chẳng nói gì hết nữa. Bây giờ em về em thì cũng dán làm anh cô chí nào kia. Em cũng chẳng còn gì để nói nữa. Em chỉ mong về thu tâm đo làm ăn. Đây cũng... là đã từng làm mẹ phiền lòng cho nên là mẹ bỏ luôn, không có chuộc về. Thôi thì cứ ngày mai về Vũng Tàu gặp ba gặp mẹ xin lỗi không, nha. Em về chứ em dậy em thức nhanh cho bà em chưa? Rồi. Vậy ha. Mọi người như thế này là cũng muộn rồi. Thì ai sẽ về chung với bùi hồ vào sáng mai thì giơ tay giúp em. Những người ở Kiên Giang. Chú Hai Tước là một. Rồi đi về chung với bùi hồ luôn ha. Ở Kiên Giang. Anh ở đâu? Hòn Đất đúng không? Hòn Đất. Sóc Sài, Hòn Đất, Kiên Giang. Rồi ai nữa? Ai ở về chung không? Này ở Chi Tôn đúng không? Kiên Giang luôn. Bảo ở Kiên Giang nhưng mà không đủ xe. Không đủ xe. Thôi thì để từ từ. Vậy là cho chú Hai Tước đi. Rồi anh nào nữa? Sóc Sài. Sóc Sài hai nè. Đi về ở tối ở lại Sài Gòn. Còn ai muốn ở lại Sài Gòn ngủ lại một đêm? Không ai nữa hả? Anh Kiên, anh ở lại Sài Gòn để ngủ lại, ngày mai về thì em sẽ bắt xe cho anh với con anh về luôn. Hay là muốn về thì có xe em bắt tôi về. Dạ trong đêm luôn. Dạ trong đêm luôn ha. Vậy là chị chú Tước với lại anh bên kia.
Ừ, về thôi. Tí anh Tí. Tí. Là ở lại thì đi mua vậy. Rồi. Ờ, còn mấy anh em là giờ tranh thủ đi mua chiếc xe về hết luôn. Nha. Chắc em lại không có điểm tàu, chắc em lại còn hai cái điểm mai mở xe ra bến xe cho có điểm Bắc Giang về thẳng về Đồng Hải lại luôn. Rồi ok. Rồi ok. Mình tối nay ba anh em sẽ ngủ ở khách sạn kế bên này. Đặt hết rồi. 6 giờ sáng em quay trở lại em rước mọi người ra uống cà phê rồi mua vé luôn. Được chưa? Yên tâm hết chưa? Nha. Còn mấy anh em bây giờ là đặt vé xe Phương Trang hốt đi về hết. Còn Hùng thì mẹ đang ra. Ok. Bây giờ mình sẽ đi xe Phương Trang về. Ai ở đâu thì mình sẽ nói về cái địa chỉ ở đó nha. Đi theo em sẽ hướng dẫn đi mua. Giờ thì Bùi Hồ sẽ cùng với lại các anh này sẽ đưa mua vé cho các anh này về lại Kiên Giang. Đúng không? Đây là Kiên Giang nè. Anh Kiên, anh về Kiên Giang đúng không? Về bến xe Gạch Sỏi. Bến xe Gạch Sỏi. Về Gạch Sỏi luôn. Đây là Trà Vinh đúng không? Đây là... Em ở An Giang đi xe có Phú Hậu anh. Phú Hậu gần nhà em luôn. Ở Chi Rôn đúng không? Dạ. Rồi rồi, đây. Cái anh về Trà Vinh về ở đảo quyện nào? Về ngay thành phố Trà Vinh luôn hả vậy? Mệt dữ không? Mệt hơn nhưng mà cảm giác mừng không? Vậy hả? Cố gắng lên ha. Giờ thì thôi đừng có đi biển nữa. Cho ba vé về tắt cậu. Đúng rồi. Hả? Đúng rồi, giờ Gạch Sỏi đúng không? Ba vé giờ Gạch Sỏi. Bây giờ mấy giờ ta? Rồi 8:15 ok. Ba vé tắt cậu, một vé về thành phố Trà Vinh. Bây giờ ba vé tắt cậu là đi chung xe, còn là đi xe. Ok ok. Anh ơi, ba vé nằm tầng trên nha, B10, 11, 12 nha. Tầng trên được không? Rồi ok. 0945 444 151. Mình tên Bùi Văn Hồ không? Đúng rồi. Đây là mình sẽ đặt phần này thì mà sẽ trích quỹ của nhóm các sư cô Đà Lạt Lâm Đồng ở cô bán bên kia sẽ gửi luôn. 570.000 ba vé. 570 đúng không? Là mình về đặt giá trung chuyển tới tất cậu nha anh. Ok. Anh nào ở Gạch Sỏi đó? Gạch Sỏi. Thì ngay tại Gạch Sỏi là anh Kiên đúng không? Ở Gạch Sỏi luôn, còn tất cậu có xe trung chuyển ha. 8:15 thì 8:10 mình có mặt ở bến xe, ngay ở bến xe đằng sau này. Lát nữa bạn nào đi xe Hữu Hậu đâu? Tí xíu anh qua anh mua cho em. Em về Chi Tôn đúng không? Ngay thành phố Chi Tôn luôn đúng không? Anh đặt xe cho em về Chi Tôn luôn. Xe này nó về Chi Tôn đúng giờ luôn nè. Có về Chi Tôn đúng không? Một vé về Chi Tôn luôn. Không, nói trung chuyển luôn, ngay đó ngay Chi Tôn trung chuyển tới luôn. Anh ơi, bây giờ chỉ hỗ trợ một lần thôi nha, nếu mà nói chuyện thì gặp anh bỏ vé luôn. Cậu à. Xe, không, bây giờ thì cứ tất cậu là tới đó nói muốn về tất cậu, xe trung chuyển nó sẽ trung chuyển cho anh về luôn. À còn tiền đồ các anh, các cô đồ gửi tiền nhớ cố gắng giữ. Mai mốt cái gì tụi em sẽ xuống thăm. Lát nữa, lấy số điện thoại. Anh chờ em một xíu nha. Rồi, muốn nói lời nào với lại anh Nhiêu, chị Quỳnh rồi các sư cô ở Đà Lạt không? Em cũng cảm ơn những người chị Quỳnh sư cô đã giúp đỡ em nhớ nha. Đó là mua nhầm ngay cái chỗ bạn này hết giấy in. Để lại cảm ơn anh em. Dạ. Hãy giúp đỡ cho mấy anh em về với con. Dạ. Cảm ơn. Dạ.